được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả, những thông tin liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh tại Melbourne vẫn tiếp tục là thông tin được chú ý nhiều nhất, đặc biệt là về nghi vấn của các chủng biến thể tại Melbourne. Trong khi đó, thì nhiều chuyên gia cho rằng thời hạn phong tỏa 7 ngày có lẽ sẽ được gia tăng thêm sau ngày 3 tháng 6. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 6 năm 2021. Đại dịch COVID-19 tại Victoria, nghi vấn về chủng biến thể tại Melbourne. Trong khi loan báo về những ca nhiễm tại Melbourne, quyền thủ hiến James Molino đã khen ngợi nhân viên truy vết, tức là contact tracer, đã làm việc nhanh chóng. Nhưng đồng thời ông cũng nói thêm rằng virus lây lan dịch bệnh hiện nay còn lây lan nhanh hơn so với mức độ làm việc của các chuyên viên truy vết. Do phát biểu này mà các chuyên viên dịch tễ học đã nêu lên nghi vấn là có phải trong thực tế là loại virus COVID-19 hiện nay tại Victoria là có khả năng lây lan nhanh hơn. Thông tin từ quyền thủ hiến Molino cho biết là trước đây thời gian lây lan trung bình từ 5 đến 6 ngày, nhưng hiện nay mức độ lây lan có thể xảy ra chỉ trong một ngày từ người này sang người khác. Trong khi đó, thì theo y sĩ trưởng Victoria, giáo sư Brett Sutton, thì virus lây lan hiện nay tại Victoria là chủng biến thể Ấn Độ, được gọi là B.1.617.1. Và đây không phải là chủng biến thể lây lan nhanh chóng so với một chủng biến thể khác từ Ấn Độ, gọi là B.1.617.2. Tuy vậy, giáo sư Brett Sutton cho rằng chủng biến thể B.1.617.1 cũng lây lan nhanh chóng không kém gì chủng biến thể Anh quốc B.1.1.7. Trong khi đó, thì theo giáo sư Craig Doe của Viện Nghiên cứu Kirby, thì hiện nay không có bằng chứng nào cụ thể để xác nhận lời phát biểu của ông Molino. Trên nguyên tắc, thì thời gian ủ bệnh, tức là incubation period, là thời điểm mà một người bị nhiễm bệnh cho đến khi có triệu chứng. Cũng theo lời giáo sư Craig Doe, thì việc lây lan dịch bệnh nhiều khi còn tùy thuộc vào số lượng virus trong cơ thể của người bị dương tính, và dĩ nhiên là số lượng virus càng cao thì khả năng lây lan càng nhanh và càng rộng. Trước đây thì những quan ngại tương tự cũng đã được vài thủ hiến khác nêu lên, chẳng hạn như tình trạng lây lan tại Crossroads Hotel tại vùng Tây Nam ở Sydney và tình trạng lây lan từ một quán pizza ở Adelaide. Trong cả hai trường hợp này thì y sĩ trưởng tại New South Wales và Nam Úc đều đã nhắc đến tình trạng lây lan nhanh chóng mà thời gian ủ bệnh có thể kéo dài chỉ trong 24 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, theo nhận xét của một chuyên gia dịch tễ học khác là giáo sư Peter Coughlinan của Viện Đại học Quốc gia ANU, thì nhận xét của y sĩ trưởng New South Wales và y sĩ trưởng Nam Úc là không đúng. Lý do là vì tất cả các loại virus, kể cả các loại virus biến thể, đều có mức độ lây lan nhanh như nhau. Và do đó, các biện pháp vệ sinh cá nhân và nhất là chủng ngừa là những yếu tố để đề phòng cần thiết. Ngoài ra, giáo sư Peter Coughlinan cũng đồng ý với giáo sư Craig Doe là khi các chuyên gia truy vết làm việc nhanh chóng, thì sự lây lan của virus còn nhanh chóng hơn. Tuy vậy, khi chúng ta nhìn vào thực tế, chẳng hạn như tại Ấn Độ và Anh Quốc, thì các chủng biến thể đang lây lan nhanh, nhưng vẫn trong khoảng thời gian là 5 ngày. Với ngoại lệ này là trong trường hợp được gọi là super spreader, tức là những người có số lượng virus rất cao và do đó đã lây lan cho những người bên cạnh rất nhanh. Vaccine chủng ngừa COVID-19, chuyên gia nhận xét về việc chủng ngừa với hai loại vaccine khác nhau. Vấn đề chủng ngừa COVID-19 với hai loại vaccine khác nhau cho lần thứ nhất và lần thứ nhì là một đề tài mà các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu từ nhiều tháng nay. Câu hỏi hiện đang được đặt ra là chủng ngừa với hai loại vaccine khác nhau có đem lại lợi ích gì cho cư dân hay không, đặc biệt là về phương diện an toàn và hữu hiệu. Trong một cuộc nghiên cứu tại Anh Quốc và kết quả đã được phổ biến trên tạp chí y học nổi tiếng The Lancet hồi tháng 5, thì đã có 830 người lớn được chọn ngẫu nhiên để được chủng ngừa lần thứ nhất với vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca và lần thứ nhì thì với loại vaccine ngược lại. Kết quả cho thấy là những ai được chủng ngừa với hai loại vaccine khác nhau cho lần thứ nhất và lần thứ nhì thường có những phản ứng phụ
như cảm lạnh, mệt mỏi, nóng sốt, nhức đầu và đau khớp. Tuy nhiên, những phản ứng phụ này không kéo dài lâu và không gây ra lo ngại gì về vấn đề an toàn. Ngoài ra, còn có một nghiên cứu khác tại Tây Ban Nha và cũng đã tìm thấy những phản ứng phụ tương tự. Như vậy thì mức độ hữu hiệu khi chủng ngừa với hai loại vaccine khác nhau có cao hay không? Theo cuộc nghiên cứu tại Tây Ban Nha, thì kết quả cho thấy rằng với một người được chủng ngừa mũi đầu tiên là vaccine AstraZeneca và mũi thứ nhì là vaccine Pfizer, thì kháng thể trong vòng 14 ngày được coi là cao hơn. Trong khi tình trạng ngược lại thì chưa có kết quả rõ ràng, tức là chủng ngừa mũi thứ nhất là vaccine Pfizer và mũi thứ nhì là vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, kết luận chung của các cuộc nghiên cứu thì việc chủng ngừa hai lần với hai loại vaccine khác nhau là an toàn. Tuy nhiên, mức độ hữu hiệu sẽ khác nhau, có thể là cao hơn hoặc cũng có thể là thấp hơn. Còn đối với tình trạng chủng ngừa chậm chạp hiện nay tại Úc, thì việc chủng ngừa với hai loại vaccine khác nhau này có hữu ích hay không? Chúng ta đều biết rằng, nếu chúng ta chủng ngừa với Pfizer, thì thời gian từ mũi chích thứ nhất đến mũi chích thứ nhì là 3 tuần lễ, trong khi với vaccine AstraZeneca là 12 tuần. Ngoài ra, các cuộc nghiên cứu vẫn đang còn tiếp tục để có câu trả lời cho các loại vaccine khác nhau được sử dụng tại Úc, đó là Moderna và Novavax. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay thì chính quyền các cấp tại Úc đều khuyên cư dân là nên chủng ngừa càng sớm càng tốt khi đến phiên của mình. Về mặt lây lan, hiện nay tại Victoria thì chủng biến thể hiện diện là hai loại chủng biến thể Ấn Độ là B.1.617.1 và B.1.617.2. Cũng theo các chuyên gia, thì hai loại vaccine AstraZeneca và Pfizer có vẻ như đều có hiệu lực với hai chủng biến thể Ấn Độ này. Đại dịch COVID-19, Nam Úc lập kế hoạch tiếp nhận du học sinh. Ngày hôm qua, y sĩ trưởng Nam Úc, giáo sư Nicola Spurio, loan báo rằng Nam Úc đã chấp thuận một kế hoạch tiếp nhận du học sinh nước ngoài đến Adelaide. Cũng theo lời giáo sư Spurio, thì những du học sinh này sẽ sống cách ly 2 tuần lễ tại khách sạn Parafield ở Airport. Sự thiếu vắng du học sinh nước ngoài kể từ khi nước Úc đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19 đã gây nên thiệt hại tài chính nặng nề cho các viện đại học nói riêng và nền kinh tế Nam Úc nói chung. Trong khi đó, thì Đảng Lao động ở thế đối lập thì nhấn mạnh đến nhu cầu hồi hương công dân Úc từ nước ngoài. Tuy nhiên, theo lời thủ hiến Stephen Marshall, thì theo kế hoạch mới này, các Medi Hotel tại Nam Úc vẫn tiếp tục được duy trì là nơi cách ly cho công dân Úc hồi hương, trong khi du học sinh quốc tế thì sẽ được cách ly từ những khách sạn khác, mà hiện nay khách sạn được chỉ định là Parafield. Sở dĩ điều này quan trọng là vì chính phủ Nam Úc cần phải chứng minh là việc tiếp nhận du học sinh quốc tế sẽ không ảnh hưởng gì đến trách nhiệm tiếp nhận công dân Úc hồi hương từ nước ngoài. Nếu kế hoạch này được chính phủ liên bang chấp nhận, thì chính quyền Nam Úc sẽ đạt được hai mục tiêu song song, đó là duy trì nhân số công dân Úc hồi hương và tiếp nhận du học sinh nước ngoài để các viện đại học và nền kinh tế Nam Úc có thể được phát triển. Các trường học ở Victoria sẽ cắt giảm các chương trình đào tạo sinh viên quốc tế. Cũng trong bối cảnh thiếu hụt du học sinh quốc tế vì lý do biên giới Úc Châu đóng cửa kể từ tháng 3 năm ngoái 2020, mà một số trường đại học tại Victoria hiện đã quyết định tạm ngừng triển khai chương trình dạy tiếng Anh, trong khi một số trường khác thì quyết định sẽ không tuyển sinh trong năm nay 2021, sau khi số lượng sinh viên quốc tế đăng ký tại các trường học ở Victoria đã giảm hơn 30% trong năm nay 2021. Và trong bối cảnh này thì các trường đại học cho biết là họ sẽ cắt giảm các chương trình đào tạo sinh viên quốc tế nếu biên giới Úc Châu tiếp tục đóng cửa trong thời gian dài hơn. Theo thông tin từ tờ The Age, thì có gần 4.900 sinh viên quốc tế đã đăng ký vào các trường đại học ở Victoria vào đầu năm nay, so với khoảng 6.950 sinh viên quốc tế trong một năm trước đó. Tuy nhiên, chỉ có 448 sinh viên quốc tế nhập học tại các trường ở Victoria vào đầu năm nay, so với gần 1.400 sinh viên vào đầu năm 2020, số liệu chính thức cho thấy. Trong bối cảnh hiện nay, việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 bị trì hoãn của Úc và dự báo về việc biên giới của quốc gia này sẽ không mở cửa trở lại trong 12 tháng nữa đã làm dấy lên lo ngại rằng số lượng sinh viên quốc tế đăng ký sẽ giảm đáng kể vào năm tới. Một số trường hiện đã quyết định ngừng triển khai chương trình dạy tiếng Anh cho du học sinh quốc tế, trong khi những trường khác không tuyển sinh cho đến khi mọi thứ rõ ràng hơn. Trước tình hình này, Dịch vụ Đánh giá Giáo dục Úc Châu, gọi tắt là AEAS, đã làm việc với hàng chục trường tư thục về các đề xuất thu hút sinh viên quốc tế quay trở lại, bao gồm cả việc đưa sinh viên quốc tế đi trên các chuyến bay thuê từ những nơi có ít ca nhiễm COVID như Singapore.
Các chương trình thí điểm để đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Úc dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Đại dịch COVID-19, Việt Nam phát hiện chủng biến thể COVID-19 lai tạo rất nguy hiểm. Nhà chức trách ở Việt Nam đã phát hiện một chủng biến thể mới được cho là sự lai tạo từ hai chủng biến thể Ấn Độ và Anh Quốc. Đây là một loại biến thể gây lây lan nhanh qua không khí. Thông tin này đã được xác nhận bởi Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long và đã được đăng tải bởi đài số 9 của Úc cũng như trang tin của đài BBC. Phát biểu của ông Long được đưa ra tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc cập nhật tình hình và giải pháp phòng đại dịch COVID-19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hà Nội. Theo nhận xét của ông Nguyễn Thanh Long, thì chủng biến thể tại Việt Nam là một loại biến thể vô cùng nguy hiểm. Sau khi khống chế thành công COVID-19 trong năm ngoái 2020, thì Việt Nam hiện đang chứng kiến một đợt lây nhiễm tăng vọt kể từ cuối tháng 4, chiếm hơn phân nửa trong tổng số 6.856 ca được ghi nhận. Và cho đến nay, Việt Nam đã báo cáo 47 ca tử vong vì COVID-19. Hầu hết các ca nhiễm mới được phát hiện ở Bắc Ninh và Bắc Giang, hai tỉnh có nhiều khu công nghiệp với hàng trăm ngàn người làm việc cho các công ty lớn, bao gồm Samsung, Canon và Lexshare, một đối tác lắp ráp các sản phẩm của Apple. Trong khi đó, tại Sài Gòn, khu đô thị lớn nhất Việt Nam với gần 10 triệu dân, thì đã có gần 200 ca dương tính liên quan tới một cụm lây nhiễm tại Hội Thánh Tin Lành. Trước nguy cơ dịch bệnh sẽ còn tiếp tục lây lan trên diện rộng tại Sài Gòn, vì có liên quan đến các ca nhiễm từ Hội Thánh Tin Lành này, nên Công an Gò Vấp đã khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội làm lây lan dịch bệnh từ Hội Thánh Tin Lành Truyền giáo Phục Hưng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác nhận nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 dẫn đến lây lan cho nhiều người. Cho đến thời điểm này, các chuyên gia y tế vẫn chưa thể xác nhận nguồn gốc của sự lây lan từ cụm dịch này, và đây là một yếu tố vô cùng nguy hiểm. Rất có thể là những ca nhiễm đầu tiên từ hội thánh này đã bị lây nhiễm từ Hà Nội, vì hai người trong hội thánh đã có mặt tại Hà Nội trong thời gian một tuần lễ, vào thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5. Đây là lần thứ hai chính quyền Sài Gòn đã xử lý mạnh tay đối với các cá nhân, tổ chức không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trước đó vào ngày 30 tháng 3, nam tiếp viên Vietnam Airlines Dương Tấn Hậu đã bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo điều khoản 1 điều 240 Bộ luật hình sự. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa nay.